Chào tất cả các bạn. Sau khi ăn mít, những hạt mít thay vì phải bỏ đi hoặc đem luộc ăn thì bạn có thể tận dụng để làm bánh hột mít đơn giản và thơm ngon. Cách làm bánh hột mít không khó chút nào. Đối với những bạn lần đầu tiên xuống bếp cũng rất dễ dàng thành công với món bánh hột mít ngon ngọt này. Những miếng bánh mít giòn tan, vị ngọt dịu, bùi bùi, thơm thơm, chắc chắn sẽ khiến cả nhà bạn siêu lòng đấy. Hãy cùng bắt tay vào thực hiện với mình nhé! Nguyên liệu để làm bánh hạt mít của chúng ta thì đầu tiên nguyên liệu chính sẽ là những hạt mít nha các bạn. Khi các bạn mua mít về thì chúng ta sẽ bóc những múi mít để riêng và mình sẽ giữ lại phần hạt để các bạn nhé. Các bạn đừng bỏ đi, rất là lãng phí. Trong khi đó thì hạt mít lại có rất nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe. Đối với phần hạt mít khi mà mình tách ra khỏi các múi mít ấy, thì các bạn nhớ là phải rửa thật sạch này, với nước muối pha loãng thì để tẩy nhớt của hạt đi các bạn nhé. Mình để ráo nước và mình phơi nắng thì lúc đó thì hạt mít của mình khi mà sơ chế sẽ ngon hơn. Những hạt mít mình sử dụng đây là những hạt mít đã khô rồi nhé các bạn. Nguyên liệu tiếp theo mình sử dụng sẽ là bột nếp nha các bạn. Và tiếp theo là mình sẽ sử dụng tới đường kính trắng để tăng thêm vị ngọt cho món bánh hạt mít của chúng ta. Và mình sẽ chuẩn bị thêm một chút dừa nạo hay dừa vụn các bạn nhé. Mình sẽ làm nhân bánh thì phần dừa sẽ làm cho món bánh của chúng ta thơm hơn. Và trên đây là tất cả những nguyên liệu cần thiết để làm món bánh hạt mít của chúng ta. Các bạn có thể thấy là vô cùng đơn giản phải không nào? Các bước thực hiện món bánh hột mít của chúng ta còn đơn giản hơn rất nhiều. Giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện ngay các bạn nhé. Bước đầu tiên thì mình sẽ cho hạt mít của chúng ta vào và mình sẽ cho luộc với nước các bạn nhé. Các bạn có thể cho vài hạt muối vào đun sôi với hạt mít của chúng ta. Mình đun ở lửa nhỏ các bạn nhé. Hạt mít của chúng ta chín càng kỹ thì ăn càng bùi. Mình luộc giống như mình luộc khoai đó các bạn. Trong thời gian đợi mít của chúng ta chín thì mình sẽ tiến hành trộn bột các bạn nhé. Mình sẽ cho vào đây bột nếp. Và mình cho vào đây một chút đường nữa nha các bạn. Mình sẽ đổ thêm nước lọc vào. Mình sẽ đổ từ từ rồi nhào bột của chúng ta thành một khối thật mịn các bạn nhé. Mình sẽ nhào bột sao cho thành một khối dẻo này, mịn không dính tay là được. Sau đó thì mình sẽ để cho bột nghỉ các bạn nhé. Và cũng trong thời gian này thì hột mít của chúng ta đã chín và mình sẽ đổ hạt mít ra. Mình đợi cho hạt mít của chúng ta nguội bớt các bạn nhé. Lúc này thì mình sẽ tiến hành bóc phần vỏ của hột mít và mình sẽ cho vào cối của máy xay sinh tố. Nếu như không có máy xay sinh tố thì các bạn cũng có thể sử dụng cối các bạn nhé. Mình sẽ bóc từng hạt mít, vỏ hạt mít đi. Hạt mít sau khi luộc xong thì vỏ của nó cũng rất dễ là bóc thôi các bạn ạ. Bước tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây phần dừa nạo. Và cho vào đây cùng với đó là đường để mình sẽ làm nhân các bạn nhé.
sau khi đã để các nguyên liệu rồi, mình sẽ tiến hành là xay nhuyễn phần hỗn hợp này của chúng ta. Nếu như không có máy xay sinh tố thì các bạn cũng có thể dùng chày giã thật nát và tán nhuyễn hạt các bạn nhé. Sau khi mà đã xay nhuyễn là chúng ta đã có phần nhân rồi, mình sẽ lấy phần bột ban đầu làm vỏ bánh các bạn nhé. Mình sẽ nặn bánh, mình lấy một chút bột ra và mình sẽ viên và mình ấn dẹp. Tiếp theo là mình sẽ cho phần nhân hột mít của chúng ta vào giữa và mình vo tròn lại. Các bạn có thể làm bánh tròn hoặc bánh bẹt đều được. Mình sẽ ấn bẹt để mình lát nữa mình sẽ đem đi chiên nha các bạn. Mình sẽ làm tương tự như vậy cho tới khi hết phần nguyên liệu. Sau khi đã xử lý xong phần nguyên liệu rồi thì mình sẽ bắc một chảo lên trên bếp và mình sẽ cho vào dầu ăn các bạn nhé. Mình sẽ đợi cho dầu ăn sôi. Mình sẽ tiến hành thả từng chiếc bánh đã nặn của chúng ta vào. Mình chiên vàng đều hai mặt. Các bạn nhớ để ở lửa nhỏ nhé các bạn. Mình để ở lửa nhỏ để tránh làm bánh của chúng ta bị cháy. Mình sẽ làm cho hai bánh chín vàng đều. Và mình có thể vớt ra để ráo dầu. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong bánh hột mít của chúng ta rồi. Bánh ngọt thơm bùi của hạt mít và ngọt của dừa sẽ cho bạn hương vị khó quên. Nếu như các bạn không muốn ăn ngọt thì các bạn có thể thay đổi khẩu vị bằng cách là làm bánh nhân mặn. Trong bước mà chúng ta tán nhuyễn phần hột mít thì các bạn có thể thay thế bằng hạt tiêu với cả bột canh nữa thì sẽ tạo ra nhân bánh mặn các bạn nhé. Những chiếc bánh hột mít lạ miệng giòn tan, có vị ngọt dịu, bùi bùi, thơm thơm, thật là ngon miệng. Với cách làm bánh hạt mít đơn giản này, bạn có thể tận dụng được những hạt mít bỏ đi để biến tấu thành món bánh vô cùng là ngon miệng và ưng ý cho cả nhà nhâm nhi ăn chơi. Cách làm bánh hột mít có nguyên liệu dễ tìm và rẻ tiền, rất phù hợp với nhu cầu chi tiêu tiết kiệm của nhiều chị em đấy. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công món bánh mít của chúng ta. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.